Good morning, Happy Life to Life. Xin chào các bạn nha. Các bạn nhớ bữa hổm cái cây mãng cầu mà mình thương yêu lắm luôn á, thì nó có hơi cái phần nhìn thấy nó hơi muốn chết rồi, cho nên mình có làm qua một cái clip để mình làm thử, mình cứu sống nó đó các bạn. Mình làm đại khái là mình có aloe vera với lại trứng, rồi mình đánh lại với nhau với chuối chín để mình làm cho cái rễ đó các bạn. Thì hôm nay mình thấy nó có phần tiến bộ, mình thấy cái rễ nó ra rất là nhiều rồi các bạn. Rồi thì cái thân nó có mầm mầm cũng hơi nhảy nhảy ra rồi, cho nên mình thấy là mình nên cứu cho nó đợt 2. Thì bây giờ lúc mà mình lấy lên để mình check thử coi cái rễ nó có phát triển không á các bạn, thì mình thấy khá là nhiều rễ. Giờ mình khoe với các bạn nha. Nè các bạn thấy cái cây bữa hổm mà mình giống mình để trụi lũi á các bạn, thì các bạn thấy nè, cái rễ nè mà mình rờ thử thì rất là chắc luôn á. Tức là cái rễ nó có nha các bạn. Rồi xong rồi mình thử cái thân. Mình thử cái thân nè các bạn thấy nè. Cái thân nè. Thì mình thấy đại khái là nó không phải là chết, nó có cái sự sống á các bạn. Thấy nó màu xanh á. Rồi mình cào cào qua mình thấy nó màu xanh như vậy, cho nên mình tin là nó vẫn còn sống, nó chưa có chết. Đồng thời mình thấy cái rễ của nó rất là mạnh đó các bạn. Mình thấy cái rễ nó rất là strong luôn, chỉ có cái là nó không có tốt thôi. Cái bây giờ mình rửa sạch lại, mình rửa sạch tất cả các rễ này thì cũng bắt chước ở trong Google á các bạn. Rửa sạch tất cả các rễ, rồi xong mình để cho một chút hơi nắng nắng á các bạn. Rồi bắt đầu mình trồng trở lại cái dưới đất. Thì mình thấy á, thứ nhất là cái rễ nó phát triển là mình thấy hơi mừng mừng rồi. Tức là nó chưa có chết. Cái thân nó còn tươi các bạn. Nè các bạn cào ra, thấy nó có cái màu xanh. Nó không phải đen thui, thì tức là nó còn có sự sống ở ngoài cái da bì của nó. Thì mình hy vọng là lần hai này thì nó sẽ sống luôn nha các bạn. Rồi cái thứ ba mình thấy có một chút hy vọng nữa là mình thấy trên cái thân nó xa xa mình thấy có mầm các bạn. Hồi nãy mình mới thấy đây. Nếu mình nhìn kỹ nha các bạn thì nó có mầm lên rồi. Nè các bạn thấy nè, cái mầm nè. Cái mầm màu xanh nè. Rất là nhỏ nhưng mà đã có sự sống á các bạn. Rồi ha, các bạn nhìn nè. Mình thấy được hai ba cái mầm như vậy cho nên mình tin tưởng là nó không có chết các bạn. Ở đây nè các bạn nhìn thấy cái tay mình nè. Cái tay mình đây, ở đâu đây? Sorry. Nè các bạn thấy cái đầu móng tay mình chỉ không? Đó. Các bạn thấy cái mầm sống của nó không? Tức là nó không có chết các bạn. Nó chỉ là chậm, một là chậm, hai là nó yếu quá. Rồi các bạn thấy nữa nè. Mình còn một cái dấu hiệu nữa mà mình thấy là chắc chắn là nó không có chết. Nè các bạn thấy nè. Right here, các bạn thấy nè. Đâu mất tiêu rồi. Đưa cái tay cho các bạn coi. Nè các bạn thấy ha, đâu mất rồi. Right here. Nè các bạn thấy nè. Nè các bạn thấy không? Một cái nhú nhú của cái màu xanh đó các bạn. Đó. Nè, đây. Thì mình tin là nó chưa có chết. Hoặc là nó rất là yếu rồi các bạn. Nhưng nó có cho mình thấy là nó vẫn còn sống á các bạn. Nè, các bạn thấy không? Cái mầm xanh nè. Thì chứng tỏ là cái cây này nó chưa có chết. Bây giờ mình cứu đợt hai nha các bạn. Cứu nó thì chưa chắc là không biết làm sao, phải vài tháng nữa mới biết, mà chưa gì cái tay mình chảy máu rồi nè. Tại mình cắt mấy cái nha đam á, nó chém vô tay mình bị chảy máu rồi nè. Mà chưa biết ảnh thành công hay không nha các bạn. Mà tay đã có máu rồi đó. Thì bây giờ mình bắt đầu trồng nha các bạn. Thì cũng là bắt chước thôi các bạn. Mình thấy cái rễ nó còn tốt quá, cho nên mình nhất định mình phải cứu nó lần thứ hai. Thì hy vọng là lần thứ ba mình sẽ báo cáo với các bạn là mọi thứ ok ha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu pha cái hỗn hợp để mà cho bồi dưỡng cho cây rễ nha các bạn. Các bạn nhìn cho vui thôi, chứ thật sự trên Google người ta đã làm thành công nhiều lắm. Mình chỉ bắt chước thôi. Các bạn thấy có một cái, mình đào sẵn một cái lỗ ha. Thì mình để hành đó các bạn. Hành trắng mình để, mình chỉ nghĩ trong cái đầu mình á, hành thì nó có tính khử trùng. Thì có thể là hành này để vô thì mấy cái con côn trùng nó ít có chịu ăn cái rễ của cái cây mãng cầu. Cho nên mình để ở dưới góc nó một miếng này ha. Rồi bây giờ cái aloe vera, chính vì aloe vera mình lấy cái mũ nó ra đó các bạn, mà mình bị cái tay mình rồi đó. Cái tay mình bị chảy máu rồi đó. Tại nó nhớt, cái mình cầm cái dao nó bén. Nó cắt luôn cái tay. Đứt cái tay rồi. Bây giờ á, mình pha cái hỗn hợp này rồi mình bắt đầu trồng nó xuống trong cái gốc mình đang đào rồi nha các bạn. Các bạn xem cho vui nha. Chờ mình một chút xíu. Đó, mình chuẩn bị đồ hết rồi để nó tiết kiệm thời gian nha. Bây giờ mình sẽ pha
mấy cái hỗn hợp này lại. Nhưng mà trước mắt mình phải rửa cái tay mình. Cái tay mình bị đứt tay rồi. Đáng lẽ là phải băng lại nha các bạn, nhưng bây giờ mình hơi gấp gấp một chút, trời nắng quá chừng luôn, mình làm nhấp 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 lận lận cho nó ổn cái đã, rồi mình bắt đầu vô trị cái tay mình nha các bạn. Ok, để đây thì các bạn thấy mình đã chuẩn bị rồi nè. Cái này là cái aloe vera các bạn, mà mình lấy cái dao mình cạo ra đó, nó được nhiều nè ha. Bây giờ mình trộn với trứng với một chút xíu cái soi nha các bạn, rồi mình để dưới góc nha. Nhớt mà cầm cái dao không được luôn. Cái aloe vera nhớt quá chừng luôn. Ba nè. Kỳ này là double luôn. Mà không tốt nữa là dẹp tiệm luôn á. Đó. Bổ dưỡng. Ấy da. Đó, các bạn thấy mình kỳ này mình đầu tư dữ dội luôn á. Mà nó không work nữa là mình giải nghệ luôn á. Thì ở đây thì cũng đơn giản thôi, aloe vera nhà mình trồng nhiều lắm. Các bạn thấy bữa hôm mình có cái bài mình nói mình đại gia xả với lại aloe vera đó, nó tự mọc nhiều lắm các bạn. Ha, hai cái hỗn hợp này xong rồi mình thêm chút xíu nữa nha. Cái này là mình tự chế thôi. Cái tay nhớt quá là không được các bạn. Ở đây là một chút cái soi á các bạn. Cái sữa uống á. Sữa dinh dưỡng mình thử thôi nha các bạn. Hỗn hợp. Các bạn thấy hỗn hợp chưa? Đầy đủ chất bổ dưỡng luôn. Vừa aloe vera, vừa trứng, lòng đỏ trứng, nguyên cái trứng luôn, rồi vừa cái soy meal nữa. Đó, bây giờ mà không tốt nữa là thua luôn nha các bạn. Nó không tốt là em giải nghệ. Rồi, trước nhất thì mình sẽ bỏ một chút xíu ở dưới góc đó các bạn. Rồi mình để cái góc này vô. Mình xây cái chiều cho mấy cái mầm lẫn mình nhìn thấy, lẫn mình biết được là nó phát triển làm sao. Làm như đây. Mình thấy cái mầm ở đâu là đây hiện đó, xịt để đây cho thấy cái mầm. Rồi. Bắt đầu cho đất vào để coi các bạn có thấy không nha. Các bạn thấy mình để cái góc rồi ha, để mình xích lên. Tài nhớt quá làm cái gì cũng không được luôn. Bây giờ mình bắt đầu cho đất vô để mà lấp đầy lại nha các bạn. Thì trước đó mình có rất là nhiều aloe vera, mình trồng ở phía trước rất là nhiều luôn. Thì bên cạnh đó mình sắc vô để cho cái cây luôn nha các bạn. Thì trước mấy cái nãy mình có đó, mình sẽ bao ở ngoài cho cái thân, cho nó có cái vitamin luôn. Sau đó mình sẽ cho vô gốc nha các bạn. Rất là cưng luôn đó, mà không tốt nữa là chị hết thương em luôn đó nha. Cưng quá chừng cưng luôn rồi đó. Coi như là mình mấy cái aloe vera hồi nãy mình lấy cái xác bỏ vô cái nước dám là nước sốt luôn mà. Về cái nước trộn đó các bạn, các nước để mà pha chung á. Cái dao này nó rất là bén cho nên hồi nãy đứt tay rồi.
giờ phải cẩn thận hơn chút. Nó bén thì nó mới cắt được mấy cái này, mà hãy nó cắt được thì cái tay mình nó cũng được luôn. Cái này là cái hồi nãy mình đã dùng để mà pha cái nước kia đó các bạn. Thì bây giờ còn cái này dư, mình tiết mình cho lên cái thân luôn. Cho mà nó nhớt 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 rất là khó. Đó. Mình cho nó vô gốc luôn. Sắc nhỏ nhỏ cho nó mau thẩm thấu. Cưng vậy đó mà không tốt nữa là thôi luôn á. Xong rồi cái này mình tưới lên cái gốc đó các bạn. Quá cưng chưa? Sau đó mình cho một lớp đất lạc. Còn nhiều thứ lắm nha các bạn, nhưng mà mình làm thử để cho coi 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 nó ok không đã, rồi mình mới tính tới chuyện khác. Mình thấy nó lên mầm rồi mình mừng quá. Bây giờ mình tiếp tục nha các bạn. Mình cho một cái lớp này ở dưới. Giờ này bén thiệt, cắt ngọt quá chừng luôn. Mình cho lên đây luôn. Lần này là quá chừng bổ à. Không tốt nữa là thôi luôn á. Là dở quá à. Không phải mình không có take care mà nó quá dở. Rồi ha các bạn. Sau đó mình có một cái mới. Mình cho lên một cái lớp đất lên đi. Đó. Cho một cái lớp đất lên lại. Còn lớp phân nữa nha các bạn. Nhưng mà cho trên cùng. Chưa hết đâu. Cái này là mấy cái dụng vặt của mấy cái ly chi mình ăn hàng ngày không ạ? Mình lấy cái vỏ của nó, mình nghĩ là mấy thứ mà vitamin đó, thì nó nằm trong đây nè, cho nên là mình để dành lại. Chưa hết đâu, còn cái này nữa nè các bạn, cái này là cái phân. Các bạn quay qua đây các bạn nhìn thấy cái phân mình sẽ bón thêm cho cái cây nè, là loại này. Loại này thì các bạn mua Home Depot, Lowe, những cái tiệm nào của tiệm Mỹ mà có bán đủ thứ á các bạn, thì mình vinh nó về. Thì nó đề là Organic Plus, tức là mình tin tưởng là nó có Organic ở trong đó. Và bản thân mình cũng đã có cái Organic cho cái gốc cây rồi á các bạn. Giờ mình chỉ thêm thôi nha. Thêm thôi. Thêm cho nó. Hy vọng là nó lần này nó sẽ tốt lên nha các bạn. Lần hai, với lại hy vọng là bây giờ trời có nắng á, thì cái cây nó cũng sẽ phát triển tốt hơn. Mình nghĩ vậy, mình đoán vậy. Giờ mình lấy cái phân này nha bạn. Cái gì vậy, nó nặng quá. Phải lấy từ từ. Nắng nãy phải có. Có được bao tay nữa chứ không bị mê lắm. Nhưng bây giờ gấp rút làm luôn. Đó, cắt rồi. Cây sủn. Thật sự thì mình
mình chỉ làm để cho các bạn xem thôi, chứ một hồi nữa cũng phải nện đồ lại, nhưng mà để cho thấy là cái cách của mình làm vậy các bạn, rồi để mà nó thành công đó. Để mà nó may mắn nó thành công thì mai mốt các bạn làm theo như vậy cho cái vườn nhà mình. Mình không có biết thành công hay không, nhưng mà trước mắt thì mình thấy được đó các bạn. Tại vì thứ nhất mầm nó lên, thứ hai rễ nó còn, thì mình không có nghĩ là nó chết dễ dàng vậy đâu. Rồi còn cái cuối cùng là cái thứ ba thì mùa lạnh đó các bạn, vừa trôi qua. Bây giờ mình bắt đầu mình lắm rồi. Thì mình hy vọng là trái cây. Bây giờ cái bịch này nặng quá, nặng còn hơn mình luôn á. Mình nghĩ là trái cây nhiệt đới á thì nó thích nhiệt đới, cho nên ở bên Cali này á, bây giờ bữa nay là nóng te tu luôn rồi, thành ra mình nghĩ là chắc nó sẽ ok. Coi như mọi thứ mình đã chăm chích dữ quá rồi mà nó không tốt nữa là tại nó chứ không phải tại mình nha các bạn. Mình đã làm hết cái mà mình có thể làm rồi. Còn được hay không là chuyện của nó. Hơi ướt ướt rồi. Bây giờ mình tiếp tục cho thêm một lớp sắt nữa các bạn. Cho nó nhẹ nhẹ chứ mình đi bê một cái gói này thì không nổi, phải bỏ từ từ. Thật sự làm để coi nó thành công không, mà mình quý cái cây này quá luôn. Mình rất là thích cái mẫn cầu mà lâu lâu mới được cái mẫn cầu na này, sugar apple. Phẩm đài là mẫn cầu Úc, mẫn cầu mễ. Chỉ có được cái cây này mà mình thấy luôn được trái nữa. Bữa hổm mình thấy được mấy trái mà trái nó không có tốt, nó đen nhưng mà y chang như là mẫn cầu da Việt Nam vậy đó, nó tròn vậy đó các bạn. Thì mình mừng, mình thích. Rồi tưởng sao chết quèo, không chết mà không phát triển, thấy buồn quá. Nhưng bữa nay dầm kỹ lại thì nó có sự sống các bạn, nó có lên, thì không có lý do gì mình không lo cho nó, mình cưng nó mà. Tạm ổn nha các bạn, coi như là tạm ổn. Cái gốc mình cũng đã cho chút xíu đất rồi. Bây giờ cái chuyện của mình hơi bị mệt rồi, nóng quá. Cái bao này thì mình rinh vô không có nổi, nhưng mà sẽ cho nó đầy bao luôn các bạn. Rồi xong rồi mình còn một cái mớ aloe vera đó các bạn, thì mình sẽ tiếp tục để ở trên cho mấy cái chỗ mà nó chuẩn bị lên mầm đó các bạn, nó có thêm vitamin ha. Thì bây giờ mình bắt đầu làm cái khúc 2 nha. Mình làm cái phần thứ hai là ở trên đây nè. Thì các bạn thấy gốc ngọn gì mình cũng phải đầu tư hết. Hồi nãy mình chỉ cho bạn coi mấy cái mầm nhỏ nhỏ đó, thì mình nghĩ là nó sẽ sống, hay là tệ lắm là nó không có chết. Cho nên mình sẽ cố gắng tiếp tục cái chuyện của mình. Là giữ gìn cho nó thêm chút xíu nha các bạn. Nhà mình đó thì không có gì nhiều mà cái aloe vera thì dữ dội lắm các bạn. Các bạn thấy nó tốt nè. Thấy dễ sợ không? Bây giờ mình dùng cái này để mình thoa trên cái người của, trên cái thân của cái cây này, để cho mấy cái mầm nó có thêm sinh tố nha các bạn. Rồi thì mình sẽ theo dõi nó mỗi ngày. Khoảng vài tuần nữa nếu mà có lên lá, mình cũng sẽ quay cho các bạn xem cho vui nha. Mà nếu mà như vậy rồi thì các bạn, cái cách này nó work nè các bạn. Cho nên mình cũng thử ở nhà mình, nếu mình có cái cây. Mình nghĩ là không phải cây mẫn cầu không đâu, mà tất cả những cái cây ăn trái của nhiệt đới á, nó rất là thích aloe vera. Rồi nó thích chuối chín, nó thích củ hành. Cho nên tất cả những cái đó mình cộng lại, mình làm, mình giúp nó nha các bạn. Bây giờ mình tha cho nó nè.
Cái bự chẳng luôn. Phải dùng dao cắt. Trước mình cho một chút nước tại nó nhớt các bạn. Rồi thì mình tưới xung quanh cái gốc. Sau đó mình tiếp tục. Mình sẽ tiếp tục thoa thoa cái cây nha các bạn. Dao đâu rồi? Nó rất là bén các bạn. Đó, mình có cái mặt này ha các bạn, cái bắt đầu mình dùng cái nhớt của nó để mình thay dần dần cho cái thân. Trên top của nó thì mình cho luôn nguyên một cái luôn. Muốn gãy nhanh rồi. Nhiều quá nó gãy.
Đó các bạn, bây giờ mình thêm một chút xíu nữa ở dưới gốc nữa là xong chị. Coi như mình tăng cường thêm chút xíu ở dưới gốc nữa nha các bạn, cho nó đầy một cái lớp phân ở trên. Rồi mình ngưng. Mình vừa làm, mình vừa share với các bạn luôn. Nếu mà nó thành công thì tốt, cũng là một chuyện tốt cho nhiều người thích mắm cầu. Nói thật với các bạn, ngoài cái mắm cầu mình còn làm nhiều cái clip khác, giống như về học hành, giống như chuyện đời này kia. Nhưng mà mình thấy cuối cùng thì cái clip mắm cầu nó lại được nhiều người coi nhất. Có thể là nhiều người rất là thích trồng mắm cầu các bạn. Đặc biệt là California là một cái chỗ mà khá nhiều nắng trong mùa hè, cho nên mình thấy nhà nào cũng có cây mắm cầu hết. Mà nếu mình biết cách trồng tốt thì rất là thích đó các bạn. Mình trồng tốt mà mình lấy được cái trái vô thì cho dầu nó không có ngọt lắm, mình vẫn chiên nó ngon các bạn. Tại vì thứ nhất nó sạch sẽ, thứ hai là mình trong mình bỏ ra mình không gặp về thì mình rất là enjoy. Rồi vậy cái clip của mình đã khá dài, mình xin ngưng nha các bạn. Khi nào mà nó có kết quả giống như là lá hoa rồi đó, nó có đó thì mình nhất định mình sẽ share với các bạn. Tại vì mình rất là thích cái cây mãn cầu, mà mình thấy nó có cái sự sống tồn tại thì mình cũng có thể nào bỏ qua được. Cho nên mình cố gắng làm lần hai. Mong rằng các bạn tiếp tục theo dõi. Rồi nếu có gì khác mình sẽ share với các bạn nha. Bây giờ mình còn một cái miếng aloe vera bự kìa. Mình tiếp tục. Nắng quá các bạn ơi, nóng quá chừng, mồ hôi mình ra ào 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 luôn. Thì mình nghĩ á, cái khí hậu này rất là thích hợp cho cây mãn cầu hay là những cái cây dùng nhiệt đới, nhiệt đới. Cho nên mình cố gắng nha các bạn. Hy vọng là các bạn còn theo dõi để mà xem những cái phần tiếp tục của mình lần sau. Còn riêng cây mãn cầu mà mình hay quay với các bạn hàng năm thì bây giờ nó đã lên chồi rồi nè các bạn. Nó đã lên những cái chồi non rồi nè các bạn, thấy không? Đó. Vậy thì cũng là hứa hẹn với các bạn gặp lại các bạn vài tháng nữa ha. Nó bắt đầu lên nè các bạn, nó lên chồi nè, đó. Còn cây đằng kia thì nó tuột lá hết rồi, nhưng mà tương lai là cũng sẽ hy vọng là nó cũng giống như đằng anh của nó ở đằng đây. Bây giờ mình mới tuột lá cho nó hết rồi. Thì bây giờ bắt đầu lên chồi vài tháng nữa nha các bạn. Rồi mình xin chào tạm biệt, hẹn các bạn lần sau. Lại là chuyện mãn cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin chào.